Xin chào các bạn. Chào thầy. Vâng, hôm nay thời tiết rất là đẹp, thầy sẽ có một buổi tập luyện với các bạn, bài tập nhận bóng, xoay người và dứt điểm. Sẽ có một khách mời đặc biệt sẽ hướng dẫn thị phạm và huấn luyện cho các bạn. Sau đây thầy sẽ đưa ra một số dữ liệu xem các bạn có nhận được ra vị khách mời đó là ai không nhé. Là một tên tuổi sáng giá thuộc thế hệ vàng của nền bóng đá Việt Nam, luôn được nhớ đến như một tượng đài bên cạnh những cái tên lẫy lừng như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức, Trần Công Minh. Dù phải giã từ sự nghiệp thi đấu khi còn rất trẻ, nhưng chân sút trung phong này vẫn kịp để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ với chức vô địch quốc gia cùng Công an Thành phố Hồ Chí Minh năm 1995, vua phá lưới giải vô địch quốc gia năm 1995 với 14 bàn và danh hiệu Á quân SEA Games 18 trong cùng năm tại Chiang Mai, Thái Lan. Chào thầy Sơn, chào tất cả các con. Thầy mong tụi con đặt câu hỏi với thầy cũng như thầy Sơn, để với thầy Sơn biết được tâm tư nguyện vọng tụi con, để với thầy sẽ chỉ dạy sẽ tốt hơn. Trước khi bắt đầu buổi tập, các cầu thủ nhỏ đã có một đề xuất khá là bất ngờ. Các bạn muốn thầy Minh Chiến và thầy Hồng Sơn giới thiệu một kỹ năng đẹp mắt trong bóng đá. Thầy Hồng Sơn biết làm, thầy Hồng Sơn làm rất là tốt. Nhưng mà tại vì thầy nói tụi con nghe, những cái kỹ năng đó với tụi con là không nên tập cái đó làm cái gì hết. Tại vì sao? Tại vì tụi con đầu tiên là phải tập tưng bóng nè, mình điều khiển bóng thật tốt rồi đã, sau đó mình mới làm những cái động tác đó. Những động tác đó trong bóng đá họ không sử dụng. Hiếm khi cái sử dụng. Cái đó là họ chỉ biểu diễn thôi. Tụi con bây giờ là tập hoàn thiện những kỹ năng mình là nhận bóng nè, rồi truyền bóng, rồi sút bóng, rồi giữ bóng, đánh đầu, rồi mọi thứ. Hỏi các bạn, ở đây có ai đá tiền đạo, đá tấn công chưa? Đá tấn công. Thì bây giờ sẽ thực hiện một bài tập nhận bóng qua người sút cầu môn. Không biết rằng buổi tập luyện kỹ năng nhận bóng, xoay người và sút cầu môn với huấn luyện viên Trần Minh Chiến sẽ có gì khác so với các buổi tập khác của các bạn nhỏ với thầy Hồng Sơn đây nhỉ? Bạn mình làm tốt không tụi con? Có gì sai không? Nhưng mà thầy nói sai. Cái sai đầu tiên của lưng nhỏ là sao? Có lúc mà thầy Sơn truyền bóng tới là lưng nhỏ là không chịu chạy lên, là đứng tại chỗ. Tại vì mình đứng ở đây coi như là hầu vệ đối phương đứng sát tụi con rồi. Thì muốn làm được động tác này thật tốt á, thì việc đầu tiên là tụi con lúc nào cũng phải chạy tới bóng. Để làm gì? Để mình thoát khỏi đối phương đứng sau lưng mình. Mình chạy tới, mình nhận cái bóng. Lúc nhận bóng thì chân các bạn nhớ là phải đưa dài ra, để hậu vệ nó không phá được cái sau chân mình. Lúc mình chạy lên nó là mình hơi thấp trọng tâm, mình hơi khuỵu chân trụ, để làm gì? Để mình xoay sẽ nhanh hơn. Còn nếu như mà tụi con thẳng cái chân trụ vậy luôn, tụi con xoay sẽ khó. Đến lượt các bạn nhỏ thực hành theo sự hướng dẫn của bộ đôi huấn luyện viên thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam rồi. Được. Sai rồi, rút dài lên, đúng rồi. Được. Đúng rồi. Tốt. Rồi chạy lên. Đúng rồi, quá tốt luôn. Tập trung nghiêm túc trong việc quan sát, lắng nghe cũng như thực hành là yêu cầu mà huấn luyện viên Trần Minh Chiến đặt ra đối với các cầu thủ nhỏ. Tốt hải. Wow. Chị Tú Linh hôm nay cũng theo sát buổi tập và cô nàng siêu fan MU cũng đã động viên các em cố gắng luyện tập. Hôm nay tập với thầy Minh Chiến các em thấy thế nào? Rất vui. À, bình thường chị thấy thầy Hồng Sơn dạy cho các em thôi, nhưng mà hôm nay thì có cả thầy Minh Chiến, thì các em thích tập một thầy hay là hai thầy? Hai thầy. Hai thầy để kèm kỹ cho các em hơn. Thầy Hồng Sơn. Chị thấy hôm nay các em có phải sút bóng vào trong lưới nữa, thì bạn nào mà sút bóng không vào lưới thì có bị phạt không? Có. Hit đất. Hit đất à? Hôm nay là còn đơn giản là vì không có thủ môn nhá. Những bài tập trước là chị thấy thủ môn thì chắc là còn khó hơn nữa cơ. Bây giờ mình ngồi nghỉ ngơi một chút, xong rồi lát nữa thì mình sẽ tiếp tục bước vào bài tập tiếp theo nhá. Dạ. Hồi nãy mình tập động tác nhận bóng, sút cầu môn. Hầu như tụi con thực hiện rất là tốt, mặc dù động tác này là không phải là dễ, nhưng tụi con thực hiện rất là tốt. Nhưng nó chưa đủ cho vấn đề tụi con ứng dụng trong thi đấu. Thì bây giờ ứng dụng trong thi đấu bằng cách là sao? Có nghĩa là thầy mời thầy Sơn sẽ hỗ trợ với thầy. Bằng cách là bây giờ bạn Hoàng Hải sẽ lên phía trên kia truyền cho thầy. Thầy Sơn sẽ làm phòng ngự. Thầy cùng đội với lại Hoàng Hải, thầy nhận bóng, thầy kết thúc cầu môn. Hay quá. Tốt. Ôi giời, quá tốt luôn. Ngoại hình nhỏ bé nhưng kỹ năng đá vượt trội, anh bạn nhỏ Thế Lương đã gây ấn tượng với hai huấn luyện viên
bằng những màn biểu diễn khá nhuần nhuyễn, khả năng lắng nghe và phản xạ nhanh nhạy cùng cả tính lém lĩnh, thông minh. Phần thể hiện hôm nay của các học trò huấn luyện viên Hồng Sơn ắt hẳn đã để lại cho cựu tuyển thủ quốc gia Trần Minh Chiến cảm giác hài lòng. Đúng rồi, đúng rồi. Chết rồi. Thầy rất là vui khi mà tất cả những gì thầy truyền đạt tụi tôi đã nắm vững được hết. Tuy nhiên có một số em là vẫn còn bị lọng khọng, nhưng cái đó không là vấn đề. Tại vì bóng đá mà có thể mình tập tới 30 tuổi vẫn còn tập. Messi, Ronaldo, 30, 30 mấy họ vẫn còn phải tập luyện. Thầy mong sau buổi tập ngày hôm nay là tụi con có được một cái căn bản nhất định. Sau đó tụi con về có thể là cố gắng tập luyện nhiều hơn và để hoàn thiện cái kỹ năng mình hơn. Thì thầy rất là vui khi mà được hợp tác với tụi con. Trở lại với vai trò cố vấn chuyên môn, cựu danh thủ Trần Minh Chiến sẽ mang theo những hướng dẫn bổ ích nào liên quan đến kỹ năng phòng ngự trong bóng đá với phong cách làm việc nghiêm túc nhưng cởi mở và